Xin chào cả nhà, lời đầu tiên là Hoàng xin kính chào toàn thể cô chú bác anh chị em đang xem video luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Hôm nay Hoàng tiếp tục quay bán chiếc xe Wave Alpha lốc trắng, chữ này thì biển số An Giang ha, 4 số, lốc trắng chữ ngang nha. Bây giờ mình sẽ vô quay cho cả nhà mình xung quanh một vòng ha, về hình dáng xe Wave Alpha này, rồi xong mình sẽ vô quay chi tiết từng món đồ cho cả nhà mình biết xe này đã làm những gì, đã dọn những gì rồi ha. Rồi nói chung là chiếc xe này cũng có dọn xương xương rồi cả nhà ơi, nhưng mà máy rất là im chắc ha, biển số An Giang 4 số luôn nha, đó 3191 Wave Alpha lốc trắng chữ ngang. Tình trạng máy im chắc. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần đầu đèn ha cả nhà. Rồi chó đèn đồ nói chung cũng còn khá ha cả nhà, rất là đẹp. Bao tay cầm có thay mới, gù inox, rồi có gỗ để đồ luôn. Rồi mình sẽ vô quay cái phần bánh trước cho cả nhà mình xem ha. Thì nói chung là mấy cái dàn bạc này là mình có bắn dặm lại rồi cả nhà, có sơn lại đó, có sơn lại rồi, rồi căm mới luôn ha, ốc bán đồ là thay mới hết nè. Rồi vỏ gai rất là dày nha, vỏ này cũng mới thay đâu đây nè ha. Đây buộc trước đồ đùm đồ là có sơn lại nha. Rồi tiếp theo là trên cái phần đầu máy đi. Nói chung là máy này có chạm đầu nha cả nhà, mình có thay 4 ốc đầu mới luôn. Máy chỉ rút đầu sấy xúc bắp thôi, lòng thì gon lòng thì cũng còn nha, đó lòng trái ghim. Rồi cái nồi này thì có sơn lại luôn rồi nha cả nhà, nắp nồi này có sơn lại nha. Thì đáng ra nồi ghim nhưng mà mình giật ra mình sơn thì cũng tính là như nồi gớt đi, máy chạm đi, nhưng mà máy giữa chưa chẻ nha, máy giữa chưa chẻ, có sấy xúc bắp với rút lốc nồi ra mình sơn. Rồi bô thì bô theo xe ha, bô theo xe vẫn còn. Chiếc này đời 2005 nha, đây tem đát trên gấp còn ha. Nước sơn gấp thì nước sơn gin còn khá đẹp cho nên là mình giữ lại, mình không có sơn. Rồi cục ma gít, bánh sau thì cũng sơn lại luôn, đùm với má đồ có sơn lại, bắt cam mới ha, ốc bán đồ là có thay mới luôn cả nhà. Vỏ sau cũng mới thay nha. Mình quên nữa, cái phần ốp sườn này cả nhà, ốp sườn này là áo gin theo xe, cho nên là cái tem nó gin của nó cũng có chày chóc nè. Đó, cái ốp sườn, hai ốp sườn là gin của xe, còn hai cánh bẩn với mỏ dè với đầu đèn đầu là có thay mới, cho nên là khúc trước là thấy rất là mới đẹp. Còn có khúc sau thì nó hơi chạy trên tem thôi, nhưng mà áo thì cũng có xước chạy ha. Rồi cái phần hộp xích cũng vậy nha, hộp xích thì nước sơn gin vẫn còn, có chạy xước ha. Rồi lốc nồi với lốc lốc vô lăng với đu cá thì có sơn lại rồi nè. Đây sẵn quay trên đầu máy luôn đi. Đây, máy nói chung là mình cũng gông, mình chỉ góp đầu xế xúc bắp nhưng mà mình góp cũng khéo ha, cho nên là giữ được cái con ghim đó luôn. Đó cái con xanh vẫn còn ha, đây con trên con dưới, 4 ốc thì mình thay mới luôn. Máy móc phải sạch sẽ tự nhiên nha. Rồi đây trên phần cầm công tắc xi nhan, công ghim ha, gương chiếu hậu thì gương của cái này của con su rồi. Đó, cộng với nóc. Đồng hồ thì mình thay mới. Đó, đồng hồ thay mới nha. Rồi để mình mở trong phần cấp yên cho cả nhà mình xem cái trong cái thùng xăng lớn ha. Đây mở sẵn luôn. Đây thùng xăng lớn thì nước sơn gin vẫn còn nha cả nhà. Thùng xăng lớn thì nước sơn gin vẫn còn, cũng còn đẹp ha. Rồi. Yên thì đế xe ha, 205. Cái da này thì có lọp da lại rồi. Cái cản tay cầm này cũng ghim ha, ghim của xe. Rồi để mình test tiếng máy cho cả nhà mình nghe ha. Thì xe này nói chung là full chức năng đầy đủ nha, đời đèn trà. Máy nổ hơi còn rất là chắc nha cả nhà. Đây để mình để gần gần vô cái bô ha. Nha. Đó. Máy đang nổ ra anh Tuyên nha cô chú anh chị. Đây, này sẵn quay lên cái ốp sườn bên đây luôn. Nói chung ốp sườn là pem là gin ha, ốp sườn gin. Nên nó có hơi chạy chóc pem nè. Máy im ha. Chắc. Đó. Không kêu, không hú, không khói nha cả nhà. Bình xăng con mình quay bình xăng con luôn đi. Đó. Đó, mình nhóng ra lên xuống tuyến chả nồi vẫn còn nha. Nhưng mà mình bán đánh giá máy chạm nha cả nhà ơi. Thì chiếc Wave Alpha lốc trắng này thì tình trạng là máy chạm nhẹ ha. Nói chung chạm cũng khéo khéo kỹ kỹ cho anh em mình. Được có cái là biển số An Giang 4 số. Nó giá bán là 16.500.000 nha. Cô chú bác anh chị em mình có nhu cầu muốn mua sử dụng thì cứ liên hệ với Hoàng Khoa, số điện thoại 0974735753 ha. Cửa hàng của Hoàng thì nằm gần cổng sau khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Mình cũng còn một chiếc quay lốc trắng ở bên trong nhà cũng dọn full mới ha, dọn full mới hơn chiếc này luôn. Đó, giá cũng bằng giá với nhau luôn. Nhưng mà con xe này được cái là 4 số, còn con kia là hồ sơ cầm tay. Quan trọng là anh chị em mình thích chiếc xe nào thôi. Đó. Thì có gì anh em mình ở gần thì đến xem xe trực tiếp và thương lượng giá cả luôn ha. Nói chung cũng có bớt chút đỉnh từ cà phê khóa quyền sang cộ cho anh em mình ha. Rồi thôi cuối video Hoàng xin tổng thể chào cả nhà mình, hẹn gặp cả nhà mình video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.